chào anh em nhé. Lại là mình đây, ngày mới chúc anh em mọi điều tốt đẹp nhé. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi rừng để dò bẫy ấy, dò bẫy heo anh em. Thì cái địa điểm này đã khá lâu chưa thấy heo nó về đâu mọi người. Thì mình đang đi lên trên kia, bẫy thì mình đánh trên kia. Thì đi cũng khá xa nhưng mà sợ mất thời gian của mọi người ấy, nên mình từ dưới kia lên mình không thể quay được mọi người. Thì mình lên tới bẫy thì mình sẽ quay luôn cho anh em xem. Nhưng mà đi khá là mệt. Hôm qua thì ở mình thì có mưa đấy, đi khá mệt, mồ hôi ướt đẫm người luôn đấy. Muỗi cũng khá là nhiều. Anh em thấy muỗi không? Muỗi nó nhiều lắm. Mồ hôi đây. Đấy, anh em thấy không? Khá là mệt. Đi rừng thì anh em nào đi rừng nhiều thì anh em biết mà. Trời nực, mệt lắm. Hy vọng thì có heo về để chia sẻ cho anh em. Nhưng mà không có heo về mình cũng sẽ làm một video về cho tất cả các số bẫy ở địa điểm này của mình ý, cho anh em xem. Xem thử bẫy của mình đánh như thế nào, anh em thấy có hiệu quả hay không nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ lên ở trên kia nha anh em. Đấy, lên trên kia quay cho anh em xem. Đi khá là mệt. Nếu mà đúng mùa, đúng thời điểm ấy mọi người, đúng thời điểm thì cái địa điểm này heo nó về cực kỳ là nhiều luôn đấy. Nhưng mà mình đánh bẫy hơi sớm một tí ấy, thì heo nó vẫn còn chưa về nhiều. Hy vọng thì heo về. Giờ mình lên trên bên đây. Đây lộ thì điểm này, lò xo thì nằm ở phía bên này. Đấy, khá kín đáo đúng không anh em? Đấy, bây giờ mình cũng không biết điểm nào để dậm chân luôn đấy. Chắc gì điểm này này. Ê, dây đây. Đấy, dây này. Đấy. Đấy. Cái đường đi đấy. Đấy. Bên này thì đá núi nó cản trở. Ở trên này thì đá, ở dưới này thì có cái đường. Ở trên này thì mình có đánh nhá vài cái. Lên xem. Bây giờ mình lên tới chưa tới bẫy lắm đâu mọi người ạ. Bẫy thì mình đánh đa số ở trên kia phần nhiều, nhưng ở đây thì mình có đánh vài cái thôi. Để xem cái này xem chưa có dấu của heo về mọi người. Đây có cây này, cây nào loại cây này mà khi chín ấy, loại cây này khi chín thì heo nó cực kỳ, nó rơi về dưới gốc cây thì heo nó hay tới để ăn lắm đấy. Tụi mình kia hôm qua có mưa đấy. Bẫy heo thì mình đánh 4 điểm nhé mọi người. Vài ngày thì mình đi dò một điểm ấy. Đi dưới kia lên khá là mệt. Điểm này mình lấy một cái. Nói chung những cái điểm này ấy, lúc trước thì heo nó đi nhiều lắm, nhưng bây giờ sẽ thấy heo về đấy. Đây, đây mình đánh một cái này. Đấy, cái đường năm kia có người nào cũng đánh như đây này. Đấy, mình đánh như điểm này đấy. Khá kinh đúng không anh em? Nhánh trừ mình đặt chỗ này. Rồi bây giờ thì mình sẽ lên trên kia
lên trên kia mình dò, mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Lên trên kia, lên đồi cao ấy. Ở dưới kia thì mình đánh vài cái thì không có dấu của heo về nên mình không quay nhiều nha mọi người. Thì bây giờ thì cái địa điểm mà mình đặt bẫy nhiều nhất ấy, thì ở điểm này thì mình đã lên tới, thì hy vọng có heo về, nhưng mà xác suất thì heo về cũng khá là thấp mọi người, vì không thấy dấu. Thì bây giờ ấy, ở sau này, ở phía sau sau mình ấy, thì địa điểm này thì mình đặt bẫy đấy, thì anh em cùng mình lên dò xem thử. Nếu hy vọng thì heo về thì mừng, mà không về thì mình cũng phải chấp nhận thôi mọi người. Đi rừng thì không phải lúc nào cũng có thể mà đi dò, ngày nào cũng có đâu. Nói chung cũng nhờ đến sự may mắn nữa. Bây giờ anh em cùng mình lên dò xem thôi nhé. Đi khá là mệt. Cái cây này, cây này thì nếu mà đánh bẫy cây ấy thì đúng là cái cây này, cây hương nó thích nhất này. Anh em lưu ý nhé, cây này thì cây hương nó cực kỳ là thích nếu cây này nó chín ấy. Với lại cây này nếu mà khi nó chín ấy, cây nó ăn, nó rơi xuống ở góc ấy mọi người, thì ngược lại thì heo nó lại rất thích. Mình đi ban ngày gặp heo nhiều lần, nói chung mấy năm trước ấy thì mình đi gặp heo nhiều lần, nó ăn ở cái cây này, nó ăn dưới gốc cây này, nó ăn rồi nó bới đây. Bây giờ mình sẽ lên bẫy mình xem. Đi khá mệt nên mình cầm máy hơi hơi run mọi người, mệt quá. Điểm mình đánh đặt bẫy nhiều thì điểm này không có dấu vết gì, anh em phải hiểu, nếu có heo thì nó về nó bới nhiều lắm. Nhưng mà không hề có dấu vết gì của heo ạ. Buồn thật. Đây, ở đây thì mình đặt một cái. Cây mà cây ăn thì mình nói ở bên kia khá nhiều. Không sập. Bẫy thì mình đánh đây. Đây một cái. Ừ, bên kia một cái. Đây. Mình đánh cách tự nhiên như thế này. Đây là cái đường đấy mọi người. Đấy, đây là cái đường. Ừ. Mình lên dò ở phía trên này thử xem. Ở đây thì đây có cây bạc má nó bới này. Bẫy của mình thì cây bạc má không để dính được mình ạ, thì mình khóa bẫy hơi sâu ấy. Năm cách đây vài năm thì vài năm 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 ngoái năm kia năm trước ấy thì heo nó bới đi. Gì kìa, thì nó chạy không có dấu heo về mà này. Đây thì mình có đọc một cái mà cũng không thấy. Bảy thì nằm ở bên kia đấy, cái đường này đừng đi không thấy. Đây mình đặt khá nhiều. Đây mình đặt một cái này.
đây nha, đây này một cái này. Đấy, nó đi ở bên này xuống ấy không thấy. Nói chung phải có dấu heo về là mọi người thì mình mới có thể hy vọng heo nó dính, chứ nếu mà heo nó về thì nó đi qua điểm này thì đã có dấu nó rồi. Đây, đây mình đặt một cái nữa. Đem lên anh em xem thử. Cái này có đi thật. Không thấy gì luôn. Không có dấu vết của heo về thì khó mà có thể. Bây mình đặt ở đây. Lò xo thì mình đặt ở bên này mọi người. Ở đây, đây có cái dây. Đây, dây. Đấy. Vậy thì mình đặt như thế này. Mình thì mình cũng khó thấy đúng không? Heo mọi người ạ. Cái lỗ này. Đấy, ở đây thì heo nó đi qua điểm này. Vì ở dưới này thì cây nó giữ cho mình một cái điểm hở như thế này. Đấy. Đây. Đây mình lấy một cái này. Đấy. Không thấy. Bây giờ thì mình sẽ về dưới kia. Rừng ở mình thì cực kỳ là đẹp. Nhưng mà chưa có dấu vết của heo về. Đây, đây mình có đánh một cái ở đây này. Đây. Đây. Điểm này. Nhưng mà không có một cái dấu vết của heo thì cái lúc này, cái này là cái lúc này mình quay cái này. Bây giờ mình sẽ sang bên kia. Đấy. Vậy đây. Bây giờ mình sẽ sang bên này. Đấy. Năm kia thì heo nó bới này. Hôm nay thì hơi sớm, chưa tới lúc heo nó về. Đây, đây mình có đặt một cái này. Đặt một cái đây. Không thấy. Cái đây. Mình thử lấy cái dây anh em xem. Cái đuôi. Đây đây, dây. Dây anh em. Bậy này. Nói chung mình đánh khá lâu thì bây giờ thì nó khá kín mọi người, vì mưa xuống thì nó khá kín đấy, khá đẹp đấy. Khó phát hiện đấy. Không có dấu vết của heo rồi mọi người ơi. Thì bây giờ chắc mình sẽ sang bên kia, sang điểm bên kia mình dò. Nếu mà có dính heo ấy hoặc dính gì thì mình có thể quay cho anh em xem, mà không có thì mình sẽ chắc sẽ xin tạm khép video tại đây thôi mọi người. Vì cái địa điểm này bởi mình đánh khá nhiều, nếu mình quay tường tận nhiều ấy thì sợ nó dài quá.
năm kia heo nó về nó cắn cây này, nó cắn cây này nó làm tổ này, ấy cây xung quanh đây nó cắn hết, nó làm cái tổ ở điểm này, ấy nó cắn cây, nó bới này. Nhưng mà năm nay thì chưa thấy một dấu vết của em heo ở điểm mấy điểm kia, thế mấy điểm kia thì có heo về, nhưng mà điểm này thì không có dấu của heo về. Thì bây giờ mình sẽ lên dò ở trên kia, nếu có thì sẽ quay anh em xem, nhưng không, nếu không có thì mình đã dò hết toàn bộ số 7 mọi người, nhưng mà không có dấu của heo về đấy. Bây giờ nãy mình quay anh em chỉ làm một số ít trong ở cái điểm này, mình đánh khá nhiều nhưng mình chỉ quay đến thế thôi vì bẫy nó nhiều, với lại không có gì thì quay thì sợ anh em xem thì mất thời gian của anh em ấy, thì mình chỉ quay đến những cái địa điểm mà mình đặt dễ đi mình sẽ quay đấy. Mình thì mình đặt ở rất là khá là nhiều điểm này thì nhiều lắm, nhưng mà không có thì ngày mai hoặc ngày kia thì mình sẽ đi dò điểm khác. Mình đánh 4 điểm mà 3-4 điểm thì mình không dò điểm này thì mình dò điểm khác. Cái địa điểm mới ở những cái địa điểm kia ấy, thì heo nó về nó đi khá là nhiều, nhưng mà cái địa điểm này thì không biết lý do sao mà heo nó về quá là muộn đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ xin tạm khép video tại đây. Thì anh em nào quan tâm về bầy heo thì anh em nhớ đăng ký để và ấn chuông để khi nào mình đi rừng thì mình chia sẻ thì anh em có thể được nhận được thông báo từ YouTube nha. Thì cảm ơn anh em rất nhiều, với lại mình cũng cảm ơn những anh em thường xuyên vào xem kênh của mình, ủng hộ mình ấy. Thì đó là một nguồn động lực lớn để mình ra những video chất lượng hay hơn cho anh em xem. Ấy, mình cũng nói chung thì không biết, không có nghề nghiệp thì mình đi rừng vậy thôi. Nói chung